quý vị, và trong phần tin tức từ Việt Nam, bản tin sau đây cho hay là năm mới, năm 2015, Việt Nam sẽ tăng giá điện trong năm. Mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết với Quế Trang như sau. Thưa quý vị, tin tại Hà Nội cho hay là Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam vừa cho biết sẽ tăng giá điện thêm 9.5% và giá điện sẽ lên đến 1.652 đồng 20 cent cho mỗi kWh hay là kWh theo Bộ Công Thương. Giá thành sản xuất điện của EVN năm 2013 là 1.473 đồng 80 xu cho mỗi kilowatt và giá bán trên 1.500 đồng năm 2014 vẫn còn quá thấp. Trước tin tăng giá điện, sự tức giận đối với ngành điện lực Việt Nam cũng đã tăng. Theo người dân trong nước thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay là EVN nhập càng máy móc của Trung Cộng nên đã phải chi phí cho tiền bảo trì, sửa chữa quá cao. Chi phí này đổ lên đầu người dân. Muốn giảm giá thành thì ngành điện phải đầu tư mua thiết bị hiện đại hơn, cắt giảm nhân sự để giảm chi phí. Lương cán bộ và công nhân trong ngành điện thường rất là cao, trung bình là từ 7 đến 10 triệu một tháng. Các cán bộ thì cao hơn gấp 2 hay là 3 lần. Vào cuối năm thì EVN lại lạm dụng việc thường Tết cho cán bộ công nhân viên. Trong khi đất nước còn đang khủng hoảng kinh tế, có nhiều người không có việc làm, không có thu nhập, đặc biệt là nông dân thì lại không có nguồn thu nhưng vẫn phải trả tiền điện một cách đắt đỏ. Trong khi đó thì sự yếu kém trong sản xuất và quản trị kinh doanh của ngành điện đổ hết lên đầu người dân. Năm 2015, tăng giá điện lên đến 1.652 đồng 20 xu cho mỗi 1 kWh sẽ làm cho người dân Việt Nam điêu đứng hơn năm 2014. Giá điện hiện tại tại Việt Nam hiện nay được xem là rẻ nhất trong khu vực. Giá điện trung bình cho mỗi kWh ở Việt Nam rẻ hơn cả ở Trung Quốc, rẻ hơn Thái Lan, nhưng tính theo lợi tức bình quân đầu người thì đắt nhất trong khu vực này. Lợi tức bình quân đầu người Việt Nam là khoảng 1.600 Mỹ Kim mỗi năm, nhưng giá điện tương đương với Trung Quốc có lợi tức bình quân đầu người trên 7.000 Mỹ Kim một năm. Thái Lan thì có lợi tức bình quân đầu người trên 5.000 Mỹ Kim. Trong thời gian vừa qua, Cộng sản Việt Nam tập trung vào việc thiết lập các nhà máy thủy điện đẫm bức tử, nhiều dòng sông rất là đẹp ở miền Trung Việt Nam, và nạn xả lũ của những nhà máy điện cũng thường tạo ra nhiều thảm cảnh. Thưa quý vị, và sau đây là phóng sự từ Boston, Massachusetts. Phóng viên Trường Giang tường thuật về trận bão tuyết đang hoành hành tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 27 tháng 1 năm 2015. Trường Giang tường thuật từ thành phố Randolph, tiểu bang Massachusetts. Trận bão tuyết được cho là lớn nhất của thế kỷ 21 đang tràn về vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và có thể kéo dài cho đến thứ Tư ngày hôm sau. Theo dự báo thời tiết chúng tôi cập nhật gần nhất, tuyết đã lên đến gần 1 mét tại các thành phố ở phía tây của tiểu bang Massachusetts. Riêng tại nơi Trường Giang đang tường thuật và theo thước đo của chúng tôi thì tuyết đã lên đến hơn nửa mét. Thông tin từ thống đốc tiểu bang Massachusetts cho biết hiện nay tiểu bang đang nằm trong tình trạng khẩn cấp và khuyến khích các cư dân không nên ra ngoài đường nếu không cần thiết. Các trường học trong tiểu bang đều đóng cửa, phi trường Logan Airport cũng đã đóng cửa từ sáng hôm nay. Cư dân của thành phố Boston, nếu có vấn đề liên quan đến thời tiết, nên liên lạc với số điện thoại 617-635-4500. Và cư dân tại các vùng khác nên bấm số 211 để biết thêm chi tiết về trận bão tuyết này. Okay. Trường Giang tường thuật từ thành phố Randolph xin kính chúc quý vị có một năm mới vui vẻ. Nhưng riêng Trường Giang thì chắc lẽ trong vài ngày tới Trường Giang sẽ quay lại với đám tiết này và không biết xúc và để đâu. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và hẹn lại quý vị trong chương trình tới. Xin cảm ơn phóng viên Trường Giang. Và sau đây là phóng sự từ Little Sài Gòn. Chiều ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng năm 2015, Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tây Sai đã mở một buổi họp báo tại Thư viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, Nam Cali, phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Và buổi họp báo vào sáng ngày thứ Hai trên đại lộ Bosa, Westminster, Nam Cali, do ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố và nghị viên Tyler Diệp về vấn đề đặt tên Sài Gòn cho hai địa điểm trên đường Bosa. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây do Phan Đại Nam thực hiện. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng 2015, tại Thư viện Việt Nam trong khu chợ người Việt thành phố Garden Grove, miền Nam Cali, Liên ủy ban chống cộng sản và Tây Sai đã tổ chức buổi họp báo về việc phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, Việt Nam, với sự tham dự đông đảo các đại diện hội đoàn, đoàn thể tổ chức và giới truyền thông báo chí. Nhân dịp này, chúng tôi đã nói chuyện với ông Phan Kỳ Nhơn, là một thành viên trong ban tổ chức, và được ông cho biết. Thưa đồng hương, ngày 29 tây,
thì chúng ta có một cuộc biểu tình vào lúc 10 giờ sáng tại địa điểm ở City Hall Riverside. Là lý do mà chúng tôi biểu tình là thật sự mà nói vì cái sự mà móc nối giữa những tên Việt gian nằm vùng ở Riverside và thành phố Riverside để mà đi tới cái bản ký kết ngày 20 Tây kết nghĩa giữa hai thành phố Riverside và Cần Thơ. Thì hoàn toàn là chúng tôi tới giờ chót mới biết được. Do đó chúng tôi có tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối việc này. Và song song vào việc đó thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho cư dân ở Riverside, nhất là đồng bào người Việt của chúng ta, để ký cái thỉnh nguyện thư để mà gửi lên phản đối việc này. Và trong buổi họp báo sau đó còn có phần trình bày của ông Phát Bùi, nghị viên thành phố Garden Grove và của những đại diện hội đoàn tham dự. Và nhân đây chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị lời kêu gọi của ông thị trưởng Tạ Đức Chí thành phố Westminster trong việc ông cùng với nghị viên Taylor Diệp vận động dự án đặt tên Sài Gòn cho hai địa điểm trên đường Buôn Sa, thành phố Westminster, miền Nam Cali. Dạ, thưa anh Nam, để mà đạt được cái sự thành công cho dự án này được thông qua tại hội đồng thành phố Westminster, thì chúng tôi cùng với lại nghị viên Taylor Diệp xin phép tha thiết kêu gọi quý đồng hương hãy ủng hộ, có thể đến tham dự cái buổi họp thường lệ của hội đồng thành phố vào ngày 28 tháng Giêng sắp tới, tức là vào ngày thứ Tư đúng 7 giờ tại hội đồng thành phố Westminster. Và hai ông đã giới thiệu mô hình tấm bảng mang tên Sài Gòn. Kính thưa quý khán thính giả, trong phóng sự hôm nay chúng tôi vừa gửi tới quý vị về hai buổi họp báo của Liên đoàn Bán chống Cộng sản và Tay Sai về việc phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ Việt Nam và việc ông thị trưởng và nghị viên thành phố Westminster với dự án đặt tên Sài Gòn cho hai địa điểm trên đường Bosa. Và thể theo lời yêu cầu của ban tổ chức, chúng tôi xin nhắc lại lời mời của Liên đoàn Bán chống Cộng sản và Tay Sai mời đồng hương tham dự cuộc biểu tình tại thành phố Riverside. Quý vị tham dự có thể tới địa điểm tượng đài Đức Thánh Trần trên đường Buôn Sa vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm 29 tháng 1 2015 để khởi hành. Và thị trưởng Tạ Đức Chí mời đồng hương tới tham dự phiên họp hội đồng thành phố Westminster vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 28 tháng 1 để ủng hộ việc đặt tên Sài Gòn cho hai địa điểm trên đường Buôn Sa. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn phóng viên Phan Đại Nam và tiếp theo là phóng sự từ Phoenix, Arizona. Thưa quý vị, vào ngày thứ Bảy 24 tháng Giêng năm 2015 tại Grace Community Church trong ngày đại hội quan trọng của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Arizona, Thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố lý do ông sẽ tái cử vào năm 2016. Kính mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây do phóng viên Vũ Nhân gửi về. Thưa quý vị, thứ Bảy ngày 24 tháng 1 năm 2015, trong ngày họp quan trọng của Đảng Cộng Hòa để bầu lại người chủ tịch của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Arizona và vạch ra những kế hoạch để chuẩn bị cho mùa bầu cử quan trọng năm 2016. Trước khi lên phát biểu trong đại hội của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ John McCain, ông đã phát biểu trước một số cơ quan truyền thông báo chí, trong đó có đài truyền hình SBTN. Ông nói lý do ông tái tranh cử nhiệm kỳ tới 2016 vì ông được bầu làm chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ. Với cương vị mới và kinh nghiệm của ông hy vọng sẽ đem lại sức mạnh cho quân đội Hoa Kỳ. Mời quý vị chia sẻ tâm tình của ông chủ tịch cộng đồng người Việt tiểu bang Arizona Đặng Thế Khương cùng quý đồng hương đã tham dự ủng hộ cho thượng nghị sĩ John McCain ngày hôm nay. Và vì vậy, lần đầu tiên một vị thượng nghị sĩ đã gửi thư mời đến đồng hương ở Arizona tham. John McCain là một thượng nghị sĩ đã đem đến rất nhiều sự giúp đỡ cho tất cả cộng đồng người Việt quốc gia của Arizona cũng như là trước đây đối với những người Việt Nam. Của chúng tôi là những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi có mặt để yểm trợ cho thượng nghị sĩ John McCain. Trương Ngẩn ngày xưa cùng bay A-37, thành ra John McCain cũng là cựu phi công. Chúng tôi có chung một tần số, nhất là ông có một quá trình rất là hào hùng, cho nên chúng tôi luôn luôn là anh mai khâm phục ông. Tại sao chúng tôi phải đến đây? Vì John McCain đã là một ân nhân cho những người Việt tị nạn, thành ra chúng tôi muốn cảm ơn ông, cũng là một dịp để cảm ơn ông. Vì John McCain là một chiến hữu và là một tù nhân
của Cộng sản Bắc Việt, rất chi nọ. Thành ông có rất lập trường quốc gia và hỗ trợ đồng bào của mình ở tiểu bang này về bảo vệ lá cờ vàng của tổ quốc của đồng bào mình. John McCain's support that he has given to the Vietnamese community and the many people that were involved in the Vietnam conflict. We appreciate all the support and help that he has given. Đến đây để mà cổ động cho ông John McCain để mà ra ứng cử kỳ tới này. Vì mình là người Việt Nam mà tị nạn thì mình phải đi. Dạ. Yeah. Ông John McCain đã từng chiến đấu ở Việt Nam, ông đã từng ở tù ở Việt Nam và ở nước Mỹ này. Ông đã có những cái tuyên bố thuận lợi cho công cuộc tranh đấu của người Việt ở hải ngoại. Do đó, chúng tôi cố gắng có mặt để nói lên cái tiếng nói hỗ trợ, để chứng tỏ rằng nghĩa là cái người giúp mình không bao giờ quên. Cái đó là đạo đức của người Việt Nam mình. Lý do em đến ngày hôm nay để ủng hộ ông John McCain vì em nghĩ ông là một người ân nhân lớn với một số cộng đồng người Việt quốc gia Arizona. Và ông cũng là một người dám lên tiếng nói về việc Trung Cộng xâm lược lãnh hải của Việt Nam. Anh Vũ Nhân, ngày hôm nay cộng đồng người Việt quốc gia tại Arizona có mặt tại cái buổi họp báo với Thượng nghị sĩ John McCain để show cái lòng support ông trong cái cuộc tranh cử sắp tới. Chúng tôi là người Việt Nam, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam 4.000 năm văn hiến, ông bà tổ tiên chúng tôi dạy rằng các con phải nhớ những người trồng ăn trái nhớ người trồng cây. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để ủng hộ Thượng nghị sĩ John McCain. Hôm nay là em rất là vui khi thấy được cái sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của cộng đồng Việt Nam chúng ta, đi rất là đông và... Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin cảm ơn phóng viên Vũ Nhân. Và đến đây, chúng tôi xin phép được tạm ngừng, sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.